Bài mồi tự nhiên khoai lang, bánh mì, bột mì 200g, cám tanh 300g, bánh mì sandwich 200g, bột đậu xanh ăn liền 200g, khoai lang 300g, sa tế tôm một lọ. Bắt đầu, khoai lang sẽ được rửa sạch và luộc chín. Sau đó bóc vỏ ra thái lát mỏng trước khi trộn thành một hỗn hợp mồi tiêu chuẩn. Bánh mì sẽ được bóc và băm nhỏ, sau đó cho vào máy xay sinh tố nghiền thành bột mịn. Như bột mì là dùng được. Sau đó trộn đều khoai và bột bánh mì đã xay mịn vào với nhau. Bóc nhuyễn và nát toàn bộ khoai lang để hỗn hợp này được trộn đều vào với nhau. Cho thêm sau đó bột đậu xanh, cám, bột mì, sa tế tôm vào trộn đều. Nhài nhanh tay để bột mềm và xốp. Hỗn hợp này khi mang đi câu sẽ được vo tròn thành từng miếng nhỏ. Có thể trộn với bùn và nước bên hồ câu vào mồi trước khi thả xuống nước.